Hôm nay đi chữa cháy cho một cái bể mà đục mà chúng ta phải gọi là ối rồi ôi luôn. Và anh chủ anh bảo là mày là cái pip gì cũng được, miễn nó trong là được. Và tiện thó được chai Biogym của vợ nên mang ra thử nghiệm luôn cho mọi người xem chất lượng của nó nhá. Bể này thì nó rất là to mọi người ạ. Cả cái hệ thống lọc của nó nữa thì nó rơi vào gần 3 khối nước cơ. Một cái con số rất là khủng luôn cho một cái bể thủy sinh. Đây là vi sinh sống đến từ nhà Biogym, một trong những cái dòng vi sinh mà hiện tại mình đánh giá chất lượng rất là cao với cái mức giá rất là hợp lý. Với khoảng 1/6 cái chai 1 lít như thế này, chúng ta hãy cùng thử xem đợi xem Biogym có thể làm được gì chỉ sau 60 phút sau thôi nhá. Đây, chúng ta hãy cùng xem cái hiện tượng đục khi mà chúng ta chưa cho vi sinh vào. Và đây là kết quả sau 60 phút sử dụng của chúng ta. Mọi người có thấy nó quá là ấn tượng không? Và điểm đặc biệt đây là vi sinh hoàn toàn 100%, chứ nó không phải là chế phẩm làm trong nước nhá. Một cái dòng vi sinh có tính hoạt hóa cực kỳ cao và cái tốc độ xử lý siêu nhanh đến từ nhà Biogym. Và thực sự Biogym là một trong những dòng sản phẩm mà hiện tại mình đánh giá là mọi người nên mua ngay bởi vì cái chất lượng của nó rất là tốt. Mọi người có thể tham khảo dòng sản phẩm này tại Thủy Sinh For You hoặc là tất cả những cái cửa hàng thủy sinh trên toàn quốc mà đang có bán dòng sản phẩm này. Và nếu mọi người đang cần mua ngay thì có thể là vào TikTok Shop của mình hoặc là kênh Shopee của mình để có thể là chọn mua những dòng sản phẩm thủy sinh đến từ Biogym nhé. Cảm ơn mọi người.